Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động 3 trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân, trên sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn, yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc. 1. Tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. 2. Tổ chức kiểm tra, giả soát và sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu về đê điều, các cống dưới đê trên địa bàn sẵn sàng vật tư phương tiện nhân lực theo phương châm bốn tại chỗ để xử lý ngay khi có tình huống xấu xảy ra. 3. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân sinh sống ở vùng bãi sông, cảnh báo người dân không tham gia các hoạt động đi lại, vớt củi, đánh bắt thủy sản ven sông trên sông. 4. Cấm các loại xe cơ giới đi trên đê, trừ các xe hộ đê, xe kiểm tra đê, xe làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh, cứu thương, cứu hỏa, xe làm nhiệm vụ khắc phục sự cố đê điều, phòng chống thiên tai. 5. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu. Thông tin báo cáo kịp thời với Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.